Chị dâu em cũng nặn nặn cho em những cái mà nặn được ấy. Nặn những cái xanh xanh đấy là nó hết xanh luôn. Cái chỗ mùng da đấy nó, lúc mà nó bong vảy đấy chị, là nó đẹp luôn chỗ đó. Nhưng mà trước giờ không qua chị làm cho. Tại vì không biết á.
mấy phút rồi.